Nga ồ ạt tiến công 5 mặt trận, hạ gục hơn 200 quân nhân, nghiền nát 6 xe tăng của Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook rằng vào ngày 22 tháng 7, các lực lượng Nga tấn công trên 5 mặt trận với 33 đụng độ diễn ra trên tiền tuyến trong 24 giờ qua. Nga đã sử dụng 3 tên lửa hành trình Kalib phóng từ biển, 4 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Iskander, 6 tên lửa hành trình Ognis, 1 tên lửa hành trình Kh-59 và 1 tên lửa dẫn đường phòng không từ hệ thống phòng không S-300. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã thực hiện 12 cuộc không kích và tiến hành 29 cuộc tấn công bằng các hệ thống phóng tên lửa và các vị trí quân đội Ukraine. Hậu quả là các kho chứa ngũ cốc ở miền nam Ukraine và các cơ sở công nghiệp đã bị phá hủy và hư hại. Ngoài ra, hơn 70 tòa nhà dân cư và các cơ sở hạ tầng khác cũng bị phá hủy và hư hại. Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã khiến dân thường thiệt mạng và bị thương. Moscow bác bỏ cáo buộc nhắm vào dân thường. Trên chiến trường, Ukraine tuyên bố Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính và các mặt trận Kupiansk, Liman, Bakhmut, Abdybka, Marinka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Trong suốt cả ngày, ba ba cuộc đụng độ đã diễn ra trên tiền tuyến. Ở hướng nam Donetsk, cùng lực lượng Vostok đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine gần Saro-Mayorskoje và Urozhinoje ở Donetsk. Ngoài ra, các khu tập trung nhân lực, vũ khí của Ukraine đã bị tấn công gần Makarovka thuộc Donetsk và Levatnoje vùng Zaporizhia. Ở hướng Zaporizhia, các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Novo Danilovka và Lobkovoje. Ukraine mất tới 165 quân nhân, 6 xe tăng, 3 xe chỉ đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, cũng như lựu pháo M-Stabe D-20. Ở hướng Kherson, tổn thất của Ukraine lên tới 50 quân nhân, một xe chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải, cũng như một pháo D-30. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên khắp Ukraine vẫn còn cao. Về phần mình, lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành 13 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga ba trong số đó nhắm vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị lực lượng tên lửa và pháo binh cũng tấn công một nhóm nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự cũng như hai khẩu pháo ở vị trí khai hỏa và một trạm tác chiến điện tử của Nga. Đặc biệt, lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố đang đẩy quân Nga ra khỏi mặt trận Tabria, Ông Alexander Tanasky, tư lệnh lực lượng tác chiến và chiến lược Tapria tuyên bố, binh lính của chúng tôi đang đánh bật đối phương ra khỏi vị trí của chúng một cách có hệ thống, chúng tôi đang tiến lên. Các đơn vị pháo binh của lực lượng phòng vệ Ukraine trên mặt trận Tapria tuyên bố đã thực hiện 1.316 lượt bắn. 24 đơn vị thiết bị quân sự của Nga cũng bị phá hủy, bao gồm một xe tăng, 16 xe bọc thép, hai lựu pháo MSB 2A65, một lựu pháo 2S1 Yosdika, một pháo Yasin B, một súng cối, 2 S4 Tijunpan và các phương tiện khác. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Quân sự phía Đông Ukraine Serhiy Chererazi ngày 22 tháng 7 cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng Ukraine đang tiến gần bà Khmut, tỉnh Donetsk bằng cách sử dụng các chiến thuật mới để đánh bật quân đội Nga khỏi vị trí của họ. Báo cáo về tình hình ở Ba ông Chevevaji nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành những bước tiến rất có tính toán và dần dần vì chúng tôi không có lợi thế về lực lượng và nguồn lực so với đối phương. Vì vậy, chúng tôi đang tận dụng tối đa khả năng cơ động bao vây và nhiều cải tiến chiến thuật khác nhau để tiến công đồng đều và tự tin, hạn chế thương vong ở mức tối thiểu cho nhân viên của chúng tôi, ông Chevevaji nói. Vị qua chức Ukraine nhấn mạnh lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiến hành hàng trăm mét mỗi ngày, hàng km mỗi tuần và tin chắc rằng trong thời gian tới đây chúng ta sẽ nói về hàng chục km. Ông cũng nhấn mạnh rằng các chiến binh Ukraine ở mặt trận Bakhmut tiếp tục duy trì thế chủ động và gây sức ép đối với quân đội Nga, những người đang bị khóa chặt trong thế phòng thủ tuyệt vọng. Trước đó vào ngày 21 tháng 7, Tư lệnh lực lượng mặt đất tướng Oleksandr Serkii tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine tiến 500 đến 1.000 mét mỗi ngày ở Bakhmut. Vị tướng Ukraine cũng khẳng định thêm rằng mọi điều kiện hiện đã được tạo ra gần Bakhmut để giải phóng thành phố. Chuyển sang tin tiếp theo, tên lửa Nga tập kích dữ dội trong đêm, phá hủy hơn 100 tấn lương thực của Ukraine. Thưa quý vị, Nga đã tấn công Odessa bằng tên lửa hành trình Kalib phóng từ Biển Đen. Đối phương đã tìm cách vượt qua các hệ thống phòng không, phóng tên lửa ở độ cao tối thiểu. Sau 3 đêm liên tiếp tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng, đối phương đã chuyển sang các công ty nông nghiệp trong khu vực. Ole Keeper, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Odessa tuyên bố ngày 22 tháng 7. Theo ông Kieper, hai tên lửa của Nga đã bắn trúng kho ngũ cốc của một công ty nông nghiệp tại Odessa trong trận tập kích vào đêm qua và dạng sáng nay. Một đám cháy bùng phát và trong khi ngọn lửa đang được dập tắt, có báo động thứ hai tiếp tục vang lên. Một tên lửa khác đã tấn công cùng một công ty làm hỏng các thiết bị nông nghiệp và cứu hộ. Đám cháy trên diện tích hơn 200m2 đã được khống chế, ông Kieper nói thêm. Qua chức Odessa xác nhận trận tập kích của Nga đã phá hủy 100 tấn đậu và 20 tấn lúa mạch, đồng thời khiến hai công nhân của công ty nông nghiệp bị thương. Natalia Humeniuk, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Nam, cáo buộc các cuộc tấn công liên tục của Nga và Odessa là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm phá hủy hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Đối phương tiếp tục tấn công khủng bố và chắc chắn các cuộc tấn công này có liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc. Đêm qua, đối phương đã nhắm mục tiêu vào một công ty nông nghiệp ở Odessa, nơi họ tìm cách phá hủy kho dự trữ ngũ cốc. Họ tấn công trực tiếp các nhà kho nơi ngũ cốc được cất giữ và một tòa nhà chứa máy móc nông nghiệp. Người phát ngôn cho biết. Qua chức Ukraine nói thêm rằng các lực lượng Nga đã phóng tên lửa Kalibr triển khai tàu ở Biển Đen vào lúc nửa đêm. Các tên lửa bay ở tầm thấp và rất khó phát hiện để qua mặt hệ thống phòng không của Ukraine do vậy cuộc tấn công xảy ra gần như đồng thời với cảnh báo không kích ban đầu hai tên lửa được phóng sau đó có một cuộc tấn công tên lửa khác khi có hoạt động cứu hộ và chữa cháy vừa diễn ra may mắn thay các nhân viên cứu hộ đã tìm cách ẩn nấp nhưng rất nhiều thiết bị nông nghiệp và cứu hộ đã bị hư hại người phát ngôn thông báo Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Odessa và các khu vực ở miền nam Ukraine trong tuần này sau khi tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển đen và cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ trên cầu Kerim. Nga cảnh báo mọi tàu hướng đến cảng Ukraine ở Biển Đen kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 7 sẽ bị coi là tàu vận chuyển hàng quân sự. Nga tuyên bố những quốc gia sở hữu tàu cũng sẽ bị coi là bên tham gia chiến sự Ukraine và ủng hộ Kiev. Đáp lại, Ukraine tuyên bố, từ 0 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả tàu đi trên biển đen hướng đến các cảng biển Nga và các cảng biển Ukraine đang bị Nga kiểm soát sẽ bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự và chịu rủi ro tương ứng. Chuyển sang tin tiếp theo, cựu tình báo Anh giúp Ukraine lên kế hoạch tấn công cầu Kerem Thưa quý vị, trang tin Grayzone ngày 22 tháng 7 công bố một báo cáo trích dẫn các tài liệu bị dò dỉ cho biết một nhóm các cựu nhân viên tình báo quân sự của Anh, những người đã ký hợp đồng với Kiev vào năm 2022, nhóm do Chris Donnelly đứng đầu đã bí mật làm việc với văn phòng Odessa của Cơ quan An ninh Ukraine SBU từ tháng 4 năm ngoái. Các tài liệu này đã chứng minh được mối quan hệ hợp tác của họ vào tháng 10 năm 2022 sau cuộc tấn công đầu tiên vào cầu Crimea. Vì xem xét các tệp bị rò rỉ do Greyzone tiết lộ, cung cấp cơ sở vững chắc để một lần nữa quy trách nhiệm cho nhóm tình báo của Donnelly. Tờ báo lưu ý khi đề cập đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 17 tháng 7 khiến hai thường dân thiệt mạng và một bé gái 14 tuổi bị thương nặng. Donnelly được mô tả là một nhân viên tình báo cấp cao và là cựu cố vấn cấp cao của NATO. Vị này, bị cáo buộc sử dụng mối quan hệ xuyên quốc gia liên quan đến các công ty như là Bravo Partners, Thomas in the World Laws để kiểm soát sự đóng góp của London trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Corazon, hai công ty trên đã ký một thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với chi nhánh Odessa của SBU vào tháng 4 năm 2022, trong đó bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái giám sát để theo dõi đường bờ biển và chuyển động của Nga, cũng như truy cập về hình ảnh vệ tinh hỗ trợ các hoạt động quân sự. Một chuyên gia về tình báo địa không gian tại Preval đã cung cấp cho FPU một bài thuyết trình của tiêu đề gói thông tin về cầu Kurs. Trong đó đưa ra nhiều kế hoạch phá hủy cây cầu nối liền bán đảo Krim với vùng Krasnodar trên đất liền Nga. Một âm mưu đầu cơ liên quan đến việc cho nổ một bình chứa ammoniac nitrat ngay dưới cầu đã được đưa ra, báo cáo của Grayson viết. Đề xuất về kế hoạch do anh nghĩ ra được cho là nhằm tái hiện lại vụ nổ ở Beirut, Lebanon vào tháng 8 năm 2020. Vụ nổ thảm khốc đã giết chết ít nhất 214 người và tàn phá thủ đô của Lebanon. Grayson đưa ra phòng đoán, các cố vấn Anh cũng đã tham gia hỗ trợ Kiev trong việc nhắm mục tiêu vào các tình báo Nga tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Tin tiếp theo, bãi miền Nga trở thành vấn đề nan giải của binh lính Ukraine. Thưa quý vị, tờ Washington Post trích dẫn lời các quân nhân Ukraine cho biết những bãi mìn do quân đội Nga giải trước tuyến phòng thủ đang là vấn đề nan giải mà đến nay quân đội Ukraine vẫn chưa thể giải quyết được. Các bãi mìn này là một trở ngại nghiêm trọng ảnh hưởng đến các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Độ sâu các bãi mìn trước những cứ điểm chính mà lực lượng Nga kiểm soát là từ 4,8 km đến 16 km một số ấn phẩm phương tây cũng đã đưa ra nhận định rằng nếu không vượt qua được những bãi mìn này ukraine sẽ khó đột phá được phòng tuyến và chia cắt lực lượng nga washington post cho biết thêm quân đội ukraine đến nay vẫn chưa sẵn sàng tiến hành cho cuộc phản công để vượt qua các bãi mìn dù ukraine đã được các nước phương tây viện trợ nhiều phương tiện kỹ thuật tiên tiến tuy nhiên những thiết bị này vẫn dễ dàng bị phá hủy khi vướng vào những quả mìn những ngày đầu phản công, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề về thiết bị công binh. Đặc biệt, họ mất tới một nửa số xe công binh Leopard 2R chuyên phá mìn. Bên cạnh đó, một số lượng lớn xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley cũng đã phải nằm lại trên chiến trường. Nhiều chuyên gia quân sự chỉ ra rằng các trận chiến trong bãi mìn đã cho thấy điểm yếu của xe bọc thép chở quân và xe tăng, đặc biệt là xe chiến đấu Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức đã viện trợ. Những phương tiện mà các quan chức Ukraine luôn tự hào coi đó là vũ khí quyết định để kết quả của cuộc phản công. Một số chuyên gia cho rằng các bãi mìn của quân đội Nga gây ra nỗi sợ hãi cho quân đội Ukraine. Ấn phẩm Der Spiegel của Đức gọi cuộc tấn công của Ukraine là tra tấn do lực lượng vũ trang Ukraine phải vượt qua các bãi mìn khiến họ chịu tổn thất rất nhiều thiết bị và binh lính trong khi cố gắng giả phá chúng. Những nỗ lực của Ukraine đạt được kết quả rất thấp vì quân đội Nga có thiết bị giải mìn từ xa, cho phép họ gieo mìn lại một cách nhanh chóng ngay những khu vực đã được phía Ukraine giả phá. Điều này gây áp lực nặng nề lên những người lính Ukraine khi phải tấn công vượt qua những bãi mìn. Bên cạnh đó, để ngăn chặn các hoạt động giả phá bom mìn của lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga cũng tích cực sử dụng UAV để tìm kiếm, phá hủy những phương tiện công binh của Ukraine. Ngoài ra họ còn sử dụng pháo binh và tên lửa để tấn công. Một sĩ quan Ukraine khác nói với Washington Post, vào ngày đầu tiên của cuộc phản công, một số đơn vị của Lữ đoàn 47 di chuyển trên chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức đã lạc đường và lao vào bãi mìn dài đặc. Sau đó, quân đội Nga tiếp tục dùng trực thăng vũ trang và pháo binh nã đạn ruồn dập vào đội hình, khiến Lữ đoàn số 47 chịu thiệt hại nặng nề. Để tránh tổn thất về người và thiết bị quân sự, lực lượng vũ trang Ukraine đã thay đổi chiến thuật khi chỉ đưa các nhóm nhỏ lẻ đi xà phá bom mìn trước. Đồng thời, các quân nhân Ukraine buộc phải thực hiện công việc của mình bằng cách bò sát mặt đất, nếu không họ sẽ dễ dàng lọt vào tầm bắn của đối phương. Theo các chuyên gia, các đơn vị của Ukraine đang thực sự gặp phải tình trạng thiếu thiết bị kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó, những phương tiện kỹ thuật quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã không mang đến kết quả như mong đợi. Tin tiếp theo, Nga nổi giận cáo buộc phương Tây châm ngòi ngọn lửa chiến tranh. Ngày 22 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng cáo buộc phương Tây đang châm ngòi ngọn lửa chiến tranh khi tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ cháy rụi trên chiến trường. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Putin nhận định rõ ràng các nước phương Tây thất vọng với kết quả của chiến dịch phản công do Ukraine phát động ông Putin nhấn mạnh, ngày nay các nước phương Tây ủng hộ chính quyền Kiev rõ ràng bày tỏ sự thất vọng với kết quả của cái gọi là chiến dịch phản công mà chính quyền Ukraine đã lớn tiếng tuyên bố trong những tháng trước. Theo nhà lãnh đạo Nga, cho tới nay, chiến dịch phản công của Ukraine không thu được kết quả và hoạt động cung cấp vũ khí cũng như triển khai lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài tới Ukraine không giúp nước này trong thủng phòng thủ của lực lượng Nga tổng thống putin còn cáo buộc ba lan có tham vọng với lãnh thổ trong liên xô cũ và tuyên bố mọi hành động khiêu khích nhằm vào belarus nước láng giềng và đồng minh thân cận của nga chúng bị xem là hành động gây hấn nhằm vào chính nước nga tổng thống putin khẳng định moscow sẽ đáp trả bằng tất cả phương thức hiện có trong khi đó, theo một cuộc thăm dò của Tổ chức Dư luận Công chúng FOM, đa số người Nga 76% tin rằng Tổng thống Putin đang làm tốt công việc lãnh đạo và 74% số người được hỏi tin tưởng ông. Tin tiếp theo, Tập đoàn Đức sẽ bố trí lá chắn bảo vệ nhà máy xe tăng ở Ukraine. Thưa quý vị, lãnh đạo tập đoàn Rheinmetall tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống phòng không của họ để bảo vệ nhà máy xe tăng dự kiến xây dựng ở Ukraine chúng tôi sẽ không từ bỏ ý định hỗ trợ Ukraine. Binh sĩ nước này có nhiều vũ khí hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nhạy cảm. Chúng tôi cũng sẽ triển khai các hệ thống phòng không của mình để bảo vệ nhà máy. Armin Papperger, giám đốc điều hành Tập đoàn Quốc phòng Đức Remetan cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 7. Giám đốc Remetan không đề cập những loại vũ khí có thể được tập đoàn triển khai để bảo vệ nhà máy, cũng như liệu chúng sẽ do binh sĩ Ukraine hay chuyên gia Đức vận hành. Remetan chuyên sản xuất các loại pháo tự động và tên lửa phòng không tầm ngắn, không có khí tài phòng thủ tầm trung và xa. Paperger nói rằng Remetan đang phối hợp chặt chẽ với tập đoàn quốc phòng Ukroboromprom lớn nhất của Ukraine. Họ đang lựa chọn được nhiều địa điểm để xây dựng nhà máy, ông nói. Remetan đầu năm nay thông báo dự định mở nhà máy tăng tiết giáp trị giá 218 triệu đô tại Ukraine, có thể sản xuất khoảng 400 xe tăng mỗi năm. Ông Papelger cho biết nhà máy này ban đầu sẽ chế tạo và sửa chữa thiết giáp TBZ Fuchs theo giấy phép của Đức. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev sau đó cảnh báo Moscow trả đũa bằng cách tập kích bất cứ cơ sở nào của Rheinmetall trên đất Ukraine. Giám đốc điều hành Paperger hồi đầu tháng thông báo nhà máy sản xuất tăng thiết giáp sẽ được mở ở miền Tây Ukraine trong 12 tuần tới. Công nhân Ukraine tại đây sẽ sửa chữa các loại thiết giáp do tập đoàn sản xuất như xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng Leopard 2 và pháo tự hành PZH-2000. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 20 tháng 7 nói rằng nhà máy sẽ được đặt gần khu vực của đông người Hungary sinh sống ở tỉnh Zakarpattia, miền Tây Ukraine, đồng thời tuyên bố cơ sở này sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Nếu kế hoạch này là thật, đó chắc chắn là hành động khiêu khích mà chính quyền ép và những người ủng hộ phương Tây của họ rất yêu thích. Đây cũng là bằng chứng mới nhất về việc phương Tây quân sự hóa Ukraine, và nguồn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Truyền thông Đức đưa tin, chiến sự Nga-Ukraine giúp doanh thu của Rheinmetall năm 2022 đạt mức kỷ lục hơn 7 tỷ đô, tăng 27% so với năm 2021. Ngoài mở cơ sở tại Ukraine, Rimetan cũng lấy kế hoạch mở rộng nhà máy ở bang Niedersachsen và thuê thêm hàng trăm công nhân để giải quyết lượng đơn hàng tồn động trị giá hơn 31 tỷ đô. tiếp theo, Hải quân Nga diễn tập phóng tên lửa, phong tỏa biển đen sau khi rút khỏi thỏa thuận ngu cốc. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 7 thông báo hạm đội Biển Đen kết thúc diễn tập phong tỏa hàng hải và phóng tên lửa hành trình chống hạm trên Biển Đen, Đài Reuters và hãng thông tấn RIA Novosti cùng đưa tin. Các tàu chiến và máy bay quân sự tham gia huấn luyện các nội dung cô lập khu vực, tạm thời đóng cửa hàng hải, đồng thời thực hành bắt giữ một tàu vi phạm, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cũng trong cuộc diễn tập trên, thủy thủ đoàn tàu tên lửa Ivanovets bắn tên lửa hành trình chống hạ và một tàu mục tiêu trong khu vực huấn luyện chiến đấu ở phía tây bắc của Biển Đen. Dữ liệu đo đạc từ xa và video giám sát từ một máy bay không người lái xác nhận buổi diễn tập thành công. Tàu mục tiêu bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Các cuộc diễn tập diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 7 ban hành một cảnh báo điều hướng mới ở Biển Đen. Theo đó, từ 0 giờ ngày 20 tháng 7, bất kỳ tàu thuyền nước nào cố gắng đến các cảng của Ukraine ở Biển Đen sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự. Các quốc gia mà những tàu này mang cờ là các bên tham gia vào xung đột ở Ukraine, theo phe Kiev. Cảnh báo trên được đưa ra hai ngày sau khi Nga chính thức rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen với Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đưa ra cảnh báo tương tự, tuyên bố từ 0 giờ ngày 22 tháng 7, tất cả tàu thuyền di chuyển trên biển đen theo hướng đến các cảng của Nga và cảng mà Moscow kiểm soát ở Ukraine có thể bị coi là phương tiện chở hàng quân sự và sẽ chịu rủi ro tương ứng, theo hãng AP.